Đó, chất lượng đêm này cực kỳ sáng luôn đây, và đen trắng đó. Thì hồng và đen như vậy là cực kỳ bá đạo luôn các bạn đấy, quay rất là xa mà rõ nét, và các bạn hoàn toàn không thể biết được là mình đang cầm cái camera ngụy trang bên chính tay đúng không. Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Linh Kiện Store. Thì qua đoạn video lúc đầu á, các bạn đã biết mình muốn giới thiệu sản phẩm gì rồi đúng không nào? Chúng ta sẽ có một chiếc camera ngụy trang giấu kín với một khả năng đặc biệt, đó là các bạn có thể quay ban đêm cực kỳ rõ nét và xa với chức năng hồng ngoại của em nó. Thì phiên bản camera ngụy trang này có tên là V99, V99 phiên bản hồng ngoại đen. V99 thì các bạn có thể thấy rất là phổ biến trên thị trường hiện nay rồi, rất nhiều loại V99, và đó là một chiếc camera ngụy trang tốt nhất và cũng như là nhỏ gọn nhất hiện nay. Thì phiên bản V99 hôm nay Linh Kiện Store đem tới là một phiên bản nâng cấp từ phiên bản V99 hồng ngoại đen trước đó. Và hồng ngoại đen thì có nghĩa là gì và nó khác hồng ngoại đỏ như thế nào thì trong video mình sẽ thích luôn. Ok, bây giờ mình sẽ lấy chiếc camera ngụy trang ra nhé. Đây, bên trong chúng ta vẫn sẽ có một cái bộ bao gồm bảng mặt, anten và camera như thế này. Đấy. Phần cải tiến của chiếc V99 này, chúng ta sẽ có bộ pin sạc mới. Đây, bộ pin sạc mới rất là lớn và sở hữu hai cục pin sạc cao cấp. Như các bạn biết, trong cái phiên bản V99 hồi trước á, thì chúng ta sẽ có một cục pin nhỏ, rất là nhỏ, pin không thể thay thế được, cố định và thời gian quay chỉ tầm 1 tiếng đồng hồ là hết đáp. Tuy nhiên, với hai cục pin dùng lớn này sạc được và hoàn toàn có thể thay thế được, thì các bạn rất là dễ dàng trong việc mình có thể thay thế pin trong trường hợp pin bị chai, cũng như là tăng thời gian quay khi mà các bạn không cắm điện trực tiếp á, thì thời gian quay sẽ kéo dài lên tới 2-3 tiếng liên tục. Đấy, rất là tiện lợi. Và cục pin này thì nó sẽ tăng kích thước một chút, tức là pin nhỏ thì dung lượng nhỏ nhưng mà nó gọn, còn pin lớn thì nó sẽ tăng kích thước lắp đặt. Thì cái này sẽ là một nhược điểm. Tuy nhiên, việc mà quay thời lượng lâu hơn cũng như là pin có thể thay thế được, không cần phải mua pin mới một lần pin chai ấy, đó là một cái bù lại rất là đáng giá. Ok, phía dưới đây sẽ có một xác nhận sử dụng nha các bạn. Đây, xác nhận sử dụng bằng tiếng Anh, bao gồm đầy đủ tất cả các bước chi tiết và hình ảnh tiếng Anh. Những bạn nào không rõ tiếng Anh thì các bạn có thể xem hết video này, mình cũng sẽ hướng dẫn cho các bạn luôn. Và cuối cùng là một cục dây sạc để các bạn có thể sử dụng V99 này trong cái kiểu mà cắm trực tiếp vào luôn và quay liên tục trong vòng hàng giờ hoặc là hàng ngày đó. Ok, toàn bộ phụ kiện là như vậy. Bây giờ mình sẽ tới phần chi tiết của V99 này nhé. Rồi, nói qua về V99 hồng ngoại đen là một chút. Đây là phần cải tiến cũng như là phần đắt tiền nhất của em này, nằm ở đây các bạn này, bộ len và cũng như là sáu bóng hồng ngoại đen. Thì hồng ngoại đen khác hồng ngoại đỏ là như thế nào, các bạn có thể thấy ở trong các camera giám sát ở trên đường cũng như là trong rạp chiếu phim hoặc là những cái nơi mà có camera, thì khi là ban đêm á, các bạn sẽ thấy là camera phát những cái bóng màu đỏ, tức là hồng ngoại màu đỏ, để cho chiếc camera đó có thể quan sát được vào ban đêm. Tuy nhiên, với bóng hồng ngoại đỏ thì rất dễ phát hiện, tức là người ta nhận biết ngay được trước mặt các bạn là chiếc camera. Và dĩ nhiên, bóng hồng ngoại đen sẽ bỏ hoàn toàn chuyện đó, tức là hồng ngoại vẫn hoạt động, tuy nhiên không có bộ sáng lọt ra cả. Và các bạn hoàn toàn có thể quay liên tục mà không ai biết được là tại đây có chiếc camera ngụy trang đang quay vào trong ban đêm. Đó, cái đắt tiền và cái tiện lợi ở chỗ đó. Ok, chúng ta sẽ có 6 bóng hồng ngoại đen, dây cáp. Đây là cái anten của nó nha các bạn. Đây là anten để tăng cái độ phủ sóng cũng như là bắt wifi mạnh hơn. Về phần bảng mặt đã gọn hơn trước, ngắn hơn và gọn hơn. Chúng ta sẽ có cổng sạc, cổng sạc để cắm điện trực tiếp nếu như các bạn muốn quay liên tục qua ngày. Và một chiếc cổng cắm thẻ nhớ. Đây, cổng thẻ nhớ thì các bạn sẽ cắm thẻ nhớ nếu như các bạn muốn lưu video, thì các bạn hoàn toàn có thể cắm thẻ 32, thẻ 16GB đây. Tốt nhất là các bạn nên cắm thẻ 32GB trở xuống nha. Các bạn đừng cắm thẻ dung lượng cao quá, 64GB hay 128GB nó sẽ không nhận nhé. Rồi, một nút bật tắt nguồn này. Tắt nguồn thì hiện tại chưa có nguồn cho nên là nó sẽ không có tín hiệu đèn. Lát nữa mình sẽ cắm vào bộ pin của nó luôn. Phía trên là chúng sẽ có một cái phần cắt ra như này. Phần này là phần có cái micro của nó này các bạn này, để thu âm. Tức là chiếc V99 hồng ngoại đen này hoàn toàn khả năng thu âm được luôn nha các bạn. Tuy nhiên thì khoảng cách này sẽ không được xa lắm. Nó sẽ không bằng những cái mẫu camera ngụy trang mà các bạn đưa lại gần đối tượng đó. Rồi, phía bên này sẽ là mã QR code để các bạn theo thiết bị thôi. Ok, toàn bộ cổng kết nối chỉ có như vậy thôi. Giờ mình sẽ nối điện cho em nó nhé. Mình sẽ nối điện vô như thế này. Thế các bạn chỉ cần cắm điện vô như thế này thôi. Đó, cắm vô như thế này. Sau đó các bạn mở nguồn lên, các bạn sẽ thấy một cái tín hiệu đèn. Đó, đèn xanh và đèn đỏ. Đèn xanh tức là đã bật nguồn, và đèn đỏ là đang chờ wifi. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình sử dụng điện thoại để kết nối nha. Khi mà từ bật nguồn lên á, thì em sẽ tự phát bật wifi. Các bạn sử dụng điện thoại nha. Đây, điện thoại. Các bạn hoàn toàn có thể dùng Android hay iOS đều được, iPhone hoặc điện thoại Android khác đều được nha. Rồi mình sẽ vô phần cài đặt wifi nhé.
Đây, đây là cái tên wifi mà MV9 đã phát ra, DGK gạch ngang một dãy số. Các bạn sẽ bắt vô đây nhé. Đợi một lúc để hiển thị dấu tích đã kết nối. Khi mà đã có dấu tích rồi á thì chúng ta sẽ thoát ra. Chúng ta sẽ dùng cái app đó là HD Wi-Fi Cam Pro này. Các bạn hoàn toàn có thể vô App Store các bạn search. Đây, HD Wi-Fi Cam Pro. Các bạn tải cho mình ứng dụng này về nha. Ứng dụng xanh lá cây như thế này. Thì mình đã tải sẵn rồi. Các bạn mở lên, cho phép. Lần đầu tiên mở lên các bạn cũng cho phép cho mình hết. Chọn Add Camera nha các bạn. Các bạn chọn cho mình cái phần mà đây, cái này nè. Rồi, ở phía dưới này. Sau đó các bạn trở lại app nhé. Nó sẽ tự động tìm cái camera của mình nè các bạn nè. Đây, online nè. Giờ mình sẽ cho các bạn thấy chất lượng hình ảnh ha. Thì để xem thì các bạn ấn vô thôi. Ok, đây. Đó, các bạn thấy đó. Camera quay rất là rõ nét nha các bạn. Rất là sáng và rõ nét luôn. Khi mình vừa đưa lên cái tự động cân bằng sáng này. Để các bạn thấy không? Nét căng luôn nhé, trên màn hình của mình nét căng luôn các bạn thấy không? Đây là chất lượng Full HD nha. Em camera ngụy trang này hoàn toàn các bạn có thể quay lên tới chất lượng hình ảnh là 2K. Tuy nhiên, khuyến khích là các bạn chỉ nên quay 1080 Full HD thôi nhé. Đây, mình chọn chế độ này. 1080 thôi nha các bạn. Đó, chọn 1080 thôi. Để coi như là tránh bị nóng cũng như là cái thời lượng quay lâu nhất. Rồi, phía dưới này chúng sẽ có những cái thao tác. Ví dụ như là quay video này, chụp hình này, ghi âm này. Đây, tắt mở ghi âm này. Chúng ta sẽ có phần chỉnh độ sáng này. Đấy, hoàn toàn tương tự như những bản camera V9 cũ. Tuy nhiên, cái đặc biệt nhất á, là bây giờ mình sẽ cho các bạn thấy. Đó là cái hồng ngoại đen của em nó. Thì hồng ngoại đen, thì các bạn có thể bật chế độ hồng ngoại đen á. Thì các bạn sẽ vô cái phần đây. Các bạn bật này lên này, hồng ngoại này. Các bạn chọn dòng thứ hai. Rồi, bây giờ mình sẽ tắt đèn đi nha các bạn. Hiện tại mình đang để đèn này. Tức là các bạn vẫn thấy sáng sáng này. Đó. Bây giờ mình sẽ tắt đèn đi ha. Mình sẽ tắt đèn đi. Mình cho các bạn thấy được cái chất lượng hình ảnh khi em này quay ban đêm như thế nào ha. Ok, hiện tại mình đã tắt đèn đi rồi các bạn đó. Các bạn thấy đó, mọi thứ xung quanh đều tối đen. Tuy nhiên, phơi bóng hồng ngoại này, các bạn hoàn toàn không thấy cái V9 mình ở đâu đúng không? Tuy nhiên nó vẫn đang quay này, quay được các bạn của mình đó các bạn này. Đó. Đấy, quay cực kỳ rõ nét nha. Đó. Trong điều kiện thiếu ánh sáng nó sẽ quay hơi mờ, hơi có màu một chút. Còn trong điều kiện mà tối hoàn toàn á, thì sẽ quay đen trắng nha các bạn. Quay đen trắng. Đó, chế độ ban đêm này cực kỳ sáng luôn. Đây, quay đen trắng. Đó. Thì hồng và đen như vậy là cực kỳ bá đạo luôn các bạn. Đấy, quay rất là xa mà rõ nét. Và các bạn hoàn toàn không thể biết được là mình đang cầm cái camera ngụy trang V9 trên tay đúng không? Thì đó là về phần chất lượng hình ảnh cũng như là về tính năng hồng và đen của nó, mình vừa show cho các bạn thấy. Và em V9 này cũng hoàn toàn giống như những mẫu camera ngụy trang khác cao cấp, chúng ta vẫn có thể xem từ xa cực kỳ tốt nha. Xem từ xa với tín hiệu hình ảnh truyền ổn định và hình ảnh rất là rõ nét. Để xem từ xa thì các bạn sẽ ấn vô cài đặt nè. Các bạn chọn wifi setting ha. Đây, mình sẽ chọn tới wifi tại nhà của mình. Các bạn khi mà mua đặt ở đâu á, các bạn sẽ chọn wifi mà có thể ship gạch nha các bạn. Đây, tức là ví dụ như các bạn đặt ABC cắt YZ thì các bạn phải đổi lại thành ABC ship gạch YZ như mình đổi đây này. Đó, nếu wifi mà có chút cách ở giữa thì nó sẽ không hoạt động nha, bạn lưu ý cho mình nhé. Rồi, nhập mật khẩu vô. Sau khi nhập xong thì chiếc camera ngụy trang chúng ta sẽ tiến hành reset lại và mất kết nối. Đó, thì vì các bạn bây giờ tắt hết app đi. Giả sử như mình đang ở ngoài đường ha, mình sẽ bật 3G lên. Đó, và mình muốn truy cập vô chiếc V9 của mình ở nhà thì mình sẽ vô là app. Rồi mình sẽ đợi một lúc để tín hiệu online lại nha. Đây, nó sẽ có chữ connecting này. Và đợi một lúc, nó sẽ mất khoảng tầm 30 giây một phút tùy vào tốc độ mạng nha. Đấy, online liền. Ok, rồi mình sẽ bật màu lại nha. Lúc nãy mình đang để chế độ hồng ngoại. Đó, mọi thứ đã rõ nét lại rồi. Đấy, ở chế độ xem từ xa nó sẽ hơi delay một chút. Đó, các bạn thấy không? Mình đang sử dụng 3G để xem từ xa. Đó, rất đầy đủ tính năng. Và các bạn hoàn toàn có thể sử dụng MV9 này trong nhiều trường hợp, đặc biệt là khi mà các bạn cần quay mà không có ai biết. Khi mà các bạn cắm thẻ nhớ vô á, các thẻ nhớ vô cái khe này, đây khe này, thì những video và hình ảnh các bạn chụp lại trong quá trình quay á, các bạn chụp lại quay video lại, nó sẽ nằm phía dưới này, hình ảnh này, video này, nó album này, đấy, nó sẽ lưu toàn bộ lại vào trong thẻ nhớ. Nếu các bạn muốn xem lại hoặc là tải điện thoại đều được hết nha. Vâng, và mình cũng xin dừng video này tại đây.
Và mình xin thông tin thêm cho các bạn một chút, đó là hiện tại camera ngụy trang V9 vẫn đang được bày bán tại linh kiện store với chế độ bảo hành là 1 năm nha các bạn, 1 năm lận. Cho nên các bạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng nhé. Và với một chiếc camera ngụy trang V9, các bạn hoàn toàn có thể quay đêm này, quay liên tục ngày qua ngày, rồi chất lượng hình ảnh lên tới 2K, cũng như là tốc độ truyền dữ liệu xem từ xa cực kỳ ổn định và sắc nét. Thì em này bán rất là chạy tại linh kiện store nha các bạn, bên mình là vừa về hàng, nói chung là cứ về hàng là hết rất là nhanh. Cho nên là những bạn nào có nhu cầu á, thì các bạn nên nhanh tay để lại comment phía dưới hoặc là liên hệ số online của linh kiện store nhé. Ok, thì hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo. Mình sẽ giới thiệu thêm những mẫu camera ngụy trang mới hơn, hiện đại hơn và xịn sò hơn cho các bạn. Xin chào tạm biệt.